những lúc vô tư ngồi chém gió bên ly cà phê. Tôi yêu những lúc bước lang thang nhìn thành phố lúc về đêm. Hay yêu cả những khi mệt nhoài, những trận bóng đêm kiệt sức, cháy hết những sức sống trong tim, tôi trẻ là tự do như thế. Đến với một trong những cuộc thi quan trọng nhất trong năm của đường lên đỉnh Olympia, cuộc thi quý 1. Và để có mặt tại đây thì các thí sinh đã vượt qua rất nhiều những thử thách, rất nhiều những gian nan, và họ đã xuất sắc vượt qua 32 thí sinh khác để có mặt tại đây. Và việc có mặt tại trường YS14 vào lúc này, các bạn đều đã là những người chiến thắng. Quý vị khán giả đã sẵn sàng để cổ vũ cho các thí sinh chưa ạ? Vâng, quý vị khán giả đã sẵn sàng, chúng ta sẽ cùng đến với các thí sinh tham gia trong chương trình ngày hôm nay. Xin chào các bạn. Người sẽ xuất hiện đầu tiên là bạn Cao Ngọc Khánh My đến từ trường Trung học phổ thông Cẩm Phả, Quảng Ninh. Ở vị trí thứ hai là bạn Vũ Tiến Anh đến từ trường Trung học phổ thông chuyên khoa học tự nhiên Hà Nội. Ở vị trí thứ ba là bạn Quan Đăng Nhật Minh đến từ trường Trung học phổ thông Hải Lăng, Quảng Trị. Và ở vị trí thứ tư là bạn Nguyễn Thùy Trang đến từ trường Trung học phổ thông Vân Cốc, Hà Nội. Và đến với một cuộc thi quan trọng như thế này, tất nhiên không thể thiếu những nhân vật quan trọng, đó chính là các thầy trong ban cố vấn. Và đến với chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu Phó giáo sư, tiến sĩ khoa học, nhà giáo nhân dân Nguyễn Thế Khôi, cố vấn môn vật lý. Và Phó giáo sư, tiến sĩ Phan Doãn Thoại, cố vấn môn toán học. Và chúng tôi cũng rất vui mừng khi chúng tôi luôn có sự có mặt của các quý thầy cô đã đến đây cổ vũ cho các bạn thí sinh. Và đến với cuộc thi quý 1 ngày hôm nay, xin được trân trọng giới thiệu thầy Nguyễn Khoa Sưng, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Hải Lăng, Quảng Trị. Cô Trần Thị Thu, phó hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Cẩm Phả, Quảng Ninh. Cô Trần Thị Quỳnh Anh, phó hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Vân Cốc, Hà Nội. Và thầy Phạm Văn Quốc, phó hiệu trưởng trường Trung học phổ thông chuyên khoa học tự nhiên Hà Nội. Những người bạn của chúng tôi đã sẵn sàng ở vạch xuất phát và chúng ta hãy cùng khởi động. Hãy thi đấu thật tự tin. Chính xác. Thật bùng nổ. Đúng là như vậy. Đã 5 năm rồi mới có cùng lúc hai bạn nhỉ. Tất nhiên là rất là vui rồi ạ. Tốt là tốt rồi đúng không ạ? Sẽ chứng minh là tài sắc đi cùng với nhau nhé. Xuất sắc như thế nào? Rất xuất sắc, bạn đã giành được 80 điểm và đã chạm tới kỷ lục. Một 110 điểm là số điểm cao nhất mà các thí sinh của đường lên đỉnh Olympia giành được ở phần thi khởi động suốt 16 năm qua. Và người làm được điều đó ngay trong quý 1 của đường lên đỉnh Olympia năm thứ 17 là Phan Đăng Nhật Minh. Ba thí sinh còn lại cũng đã có những màn khởi động rất tốt. Tiến Anh giành được 60 điểm ở cuộc thi tháng 1. Khánh My và Thùy Trang cùng có 40 điểm ở cuộc thi tháng 2 và tháng 3. Và họ sẽ khởi động như thế nào trong cuộc thi quý quan trọng này? Hãy cùng chờ đợi phần thể hiện của bốn thí sinh ngay bây giờ.
thi đấu thật tự tin, thật xuất sắc, thật bùng nổ ngay từ phần thi này. Khởi động. Người sẽ bước những bước đầu tiên trong hành trình rất cam go ngày hôm nay là bạn Cao Ngọc Khánh My đến từ trường Trung học Phổ thông Cẩm Phả, Quảng Ninh. Rất vui được gặp lại bạn. Xin chào chị ạ. Có gì thay đổi không ạ so với lần cuối cùng mà chúng ta gặp nhau? Em nghĩ là sau cuộc thi tuần và quý thì cuộc sống của em có khá nhiều thay đổi ạ. Và em đã trở nên nổi tiếng hơn, gần như là toàn trường ai cũng biết đến ạ. Vâng, nổi tiếng hơn thì cái cảm giác thế nào ạ? Tất nhiên là rất là vui rồi ạ. Thế mình có được hưởng lợi gì từ sự nổi tiếng đấy không ạ? Dạ không ạ. Cho đến giờ vẫn là chưa ạ. Thế thì chắc là sau khi mà chương trình này, một cuộc thi rất quan trọng phát sóng thì tôi nghĩ là bạn sẽ có một vài niềm vui lớn hơn nữa từ sự nổi tiếng của mình. Và ngày hôm nay thì đi đến cùng với bạn, bạn có thể tính được là có bao nhiêu cổ động viên không ạ? Chắc là lấp đầy được 1/4 của khán đài thôi ạ. Lấp đầy được 1/4 ạ? Những cổ động viên của Quảng Ninh đâu rồi ạ? Trường Trung học Phổ thông Cẩm Phả chiến thắng. Vâng, tinh thần của vùng đất mỏ đã tràn đến trường quay S14 ngày hôm nay. Và bạn Khánh My có chia sẻ là trước khi đến đây thì những bạn cùng lớp của Khánh My đã tặng cho bạn một món quà. Đó là hai con gấu bông mà em đã ao ước từ rất là lâu ạ. Nhưng mà các bạn đi tặng thì kèm theo lời chung là nếu mà không mang được cầu về thì các bạn sẽ đòi lại quà. Những người bạn đó có mặt ở đây không ạ? Dạ có. Vâng, và các bạn vẫn quyết tâm là nếu không được thì sẽ đòi lại hai con gấu bông ạ? Vâng, đồng thanh rất to. Và cũng phải chia sẻ một thông tin khá thú vị, đó là đã 5 năm rồi trong một cuộc thi quý của chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia, chúng tôi mới có cùng lúc hai bạn nữ góp mặt như thế này. Và có lẽ hãy dành một tràng pháo tay để cổ vũ cho phái nữ ạ. Những cô gái rất bản lĩnh của Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 17. Và bây giờ thì bạn đã sẵn sàng hơn chưa để chúng ta bắt đầu khởi động? Dạ rồi ạ. Chúng ta hãy khởi động cùng bạn Cao Ngọc Khánh My ngay bây giờ. Kết thúc Olympic Rio 2016, đoàn thể thao Việt Nam xếp thứ 48. Chính xác. Trong đông y là vật nào được coi là địa long? Bỏ qua. Đó là run đất. Vật kính của máy ảnh có tác dụng như loại thấu kính nào? Thấu kính hội tụ. Bạn có thêm 10 điểm. What is the first odd number in the natural numbers? Zero. Đáp án là one. Bài hát Thanh niên làm theo lời Bác là ca khúc chính thức của tổ chức nào? Đó là Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Dung dịch nào từng được dùng làm thuốc thử để nhận thức AGNO3. Đó là bạc nitrat. Đúng rồi. Trong cảm hứng của nhà văn thép mới là cái nào? Chính xác. Câu đường đi cống vải từ đây dứt, dân nước đời đời hưởng lộc chung nói về công lao của nhân vật lịch sử nào? Mai Thúc Loan. Chính xác. Tỉnh nào là nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt? Lạng Sơn. Đó là tỉnh Lào Cai. Ở người, trung khu thần kinh của các phản xạ ở tỉnh nào sống? Ở đâu? Chính xác. Thảo Nguyên là khu vực sinh học thuộc vùng nhiệt đới hay ôn đới? Ôn đới. Đó là vùng ôn đới. Số nào là số chính phương nhỏ nhất có hai chữ số? Số 4. Đáp án là 16. Và vừa rồi cũng là câu hỏi cuối cùng dành cho bạn Khánh My. Rất xuất sắc, bạn đã giành được 80 điểm trong cuộc thi khởi động. Chúc mừng bạn. Em cảm thấy khá hài lòng với phần thi khởi động của mình. Chắc phải kiến thức hơn và cũng tự tin hơn ạ. Em thấy tiếc nhất là câu hỏi cuối cùng ạ. Tại vì lúc đấy em còn rất nhiều thời gian. Vâng, ngay ở phần thi đầu tiên chúng ta đã thấy các thí sinh của chúng ta tham gia trong cuộc thi quý 1 này xuất sắc như thế nào. Và bây giờ sẽ là phần thi khởi động của bạn Vũ Tiến Anh đến từ trường Trung học Phổ thông chuyên Khoa học Tự nhiên Hà Nội. Thế nhưng trước đó hãy cùng xem sức khỏe của bạn dạo này như thế nào. Tiến Anh. Em thưa anh, sức khỏe của em dạo này tương đối tốt ạ. Tốt là tốt rồi đúng không ạ? Và ngày hôm nay thì bạn đến đây mang theo những điều gì ạ? Em thưa anh, hôm nay em mang đến sự bình tĩnh, thoải mái và một chút bối rối. Tại sao bạn lại bối rối ạ? Có lẽ là em bối rối vì các bạn ở đây xung quanh em rất là giỏi. Tôi thấy là có cả băng rôn của trường cấp 3, có cả băng rôn của trường cấp 2 đúng không ạ? Thế là hôm nay bạn đầy đủ 500 anh em đến đây rồi nhỉ? Các bạn đã có một chút thời gian ngắn để gặp gỡ với nhau ở phía ngoài trường quay. Vậy thì bạn ấn tượng với ai nhất? Em thưa anh, em ấn tượng bạn đúng rồi, Nhật Minh. Ấn tượng quá nên là vẫn chưa nhớ tên bạn nhỉ? Thế thì tôi cũng sẽ không hỏi bạn là hai bạn nữ tên là gì đâu. Em không nhớ, em cũng chưa nhớ được tên bạn. Vâng, và bạn đã thực hiện cái lời chúc của bạn Vĩnh Trân chưa ạ? Em đã thực hiện rồi ạ. Em đã đi cắt tóc sau khi thi xong. Vâng, và hy vọng là bạn Tiến Anh tham gia cuộc thi quý này với một kiểu đầu mới. Hy vọng bạn sẽ có được những số điểm mới, số điểm cao hơn ở các cuộc thi trước bạn tham gia. Đồng ý không ạ? Vâng ạ. Tiến Anh thân mến, vẻ ngoài bảnh bao của bạn làm cho tôi xích nữa thì không nhận ra bạn. Thế nhưng mà hy vọng là sau phần thi khởi động thì bạn sẽ chứng minh là tài sắc đi cùng với nhau nhé. Và bây giờ,
hãy cùng khởi động với bạn Vũ Tiến Anh. Có bao nhiêu số nguyên tố chẵn? Một. Đúng là như vậy. Người dân tộc Thái từ bao đời nay vẫn tự hào về một chuyện thơ được đánh giá là quyển sách quý nhất trong mọi quyển sách quý, đó là chuyện thơ nào? Bỏ qua. Đó là chuyện Tiễn Dặn Người Yêu. Những hình ảnh loài bồ câu trắng, đóa hướng dương, vầng mây ấm xuất hiện trong ca khúc nào của nhạc sĩ Trương Quốc Khánh? Bỏ qua. Đó là ca khúc Tự Nguyện. What English physicist formulated the laws of motion and universal gravitation? Bỏ qua. Câu trả lời là Isaac Newton. Vị danh tướng nào đã có công chấm dứt sự chia cắt đằng trong đằng ngoài ở thế kỷ thứ 18? Chính xác. Mèo tam thể đa phần là mèo đực hay mèo cái? Đúng là như vậy. Danh hiệu nhà giáo nhân dân của nước ta hiện nay được trao tặng. Đúng là như vậy. Lớp động vật nào là đa dạng nhất trên trái đất? Có xương sống. Đó là côn trùng. Người ta dùng loại muối halogen nào? Bạc bromua. Nhờ có lực ma sát gì mà dây cura truyền được chuyển động làm quay được các mạch trong máy móc? Đó là nghỉ. Liên đoàn bóng đá Úc nằm ở châu Đại Dương nhưng lại là thành viên của liên đoàn bóng đá châu lục nào? Châu Á. Vị tuyển không đội đi qua lục địa và lục địa Nam Mỹ? Phi. Bạn có thêm 10 điểm. Và vừa rồi cũng là câu hỏi cuối cùng dành cho bạn Tiến Anh. Bạn Tiến Anh đã có được 50 điểm sau phần thi khởi động. Chúc mừng bạn. Yes, khả năng mình có thể rồi. Em thấy tiếc nhất câu hỏi về Isaac Newton em chưa đọc kỹ. Hy vọng là trong phần thi tiếp theo mình có thể cải thiện được số điểm mình. Người tiếp theo sẽ khởi động cùng chúng ta là bạn Phan Đăng Nhật Minh. Em chào chị ạ. Lúc này tâm trạng của bạn thế nào? Em đang cảm thấy khá hồi hộp và lo lắng. Vâng, tôi thấy là đến với mỗi một cuộc thi Đường Lên Đỉnh Olympia, cuộc thi tuần, cuộc thi tháng thì bạn lại có những mục tiêu khác nhau. Ở cuộc thi tháng thì mục tiêu của bạn Nhật Minh là phá vỡ kỷ lục điểm trong 17 năm qua của Đường Lên Đỉnh Olympia là 460 điểm. Ở chương trình đó thì bạn đã đạt được tròn 460, như vậy là chúng ta đã chạm tới kỷ lục nhưng vẫn chưa thể phá vỡ nó. Vậy thì ngày hôm nay liệu đó có phải là mục tiêu của bạn hay không? Dạ thưa chị, chắc nó không phải mục tiêu của em nữa, vì cuộc thi quý là một cuộc thi cam go hơn rất nhiều. Dạ, mục tiêu của em cuộc thi này đó là chơi hết mình và đạt được số điểm cao nhất có thể trong khả năng của em. Vâng, và tôi còn thấy bạn chia sẻ một mục tiêu khác nữa của những bạn cổ động viên tại Quảng Trị đặt ra cho bạn, đó là phải mang vào được cầu truyền hình về trường của bạn để cho bọn tao được lên TV, đúng không ạ? Các bạn ấy đã dặn bạn như thế. Còn bây giờ thì bạn đã sẵn sàng để khởi động chưa ạ? Dạ, em đã sẵn sàng. Hãy cổ vũ thật nhiều cho bạn Phan Đăng Nhật Minh cho phần thi đầu tiên, phần thi khởi động. Nhà thơ nào là tác giả của câu thơ Tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn? Đó là nhà thơ Xuân Diệu. Người mắc bệnh nào thì không được chấp nhận tham gia hiến máu tình nguyện? Sốt rét, giang mai, HIV, viêm gan B, viêm gan C? Tất cả. Chính xác. Khí nào được gọi là khí đất đèn? Acetylene. Đúng là như vậy. Là giải đấu. Chính xác. Đại dương nào giáp châu Á, châu Mỹ và châu Đại Dương? Thái Bình Dương. Bạn có thêm 10 điểm. Chữ cái O hay chữ cái Ơ đứng trước chữ phải chữ cái tiếng Việt? Chính xác. Trong các tỉnh Thừa Thiên Huế, Thanh Hóa, Bắc Ninh, Ninh Bình, địa phương nào chưa từng là kinh đô của một triều đại phong kiến trong lịch sử Việt Nam? Không có. Đó là Bắc Ninh. Diễn viên nào đã thủ vai nhân vật Trương Văn Quỳnh? Chính xác. Tượng đài bà mẹ Việt Nam anh hùng ở Tam Kỳ, Quảng Nam lấy nguyên mẫu từ người mẹ Việt Nam anh hùng nào? Đó là mẹ Nguyễn Thị Thứ. Trên một xe máy đang chạy, đồng hồ tốc độ trước mặt người lái xe cho biết tốc độ. Tức thời. Chính xác. Trong toán học nếu ký hiệu sigma để chỉ phép toán tính tổng thì ký hiệu pi để chỉ phép toán tính tích. Đúng là như vậy. What color jersey is worn by the winners of each stage at the Tour de France? Và câu hỏi tiếng Anh cũng là câu hỏi cuối cùng dành cho bạn Nhật Minh trong phần thi khởi động. Bạn đã rất xuất sắc giành được 90 điểm. Chúc mừng bạn. Tương đối thỏa mãn với phần thi khởi động của mình, tuy nhiên cũng có một chút tiếc nuối về một số câu hỏi. Tiếc nhất là về câu hỏi về các tỉnh có kinh đô ở Việt Nam. Vâng, và trường quay S14 của chúng tôi đang rất sôi động sau khi bạn Phan Đăng Nhật Minh đã vừa khởi động. Và bây giờ sẽ còn sôi động hơn nữa khi đến phần thi khởi động của bạn Nguyễn Thùy Trang đến từ trường Trung học phổ thông Vân Cốc, Hà Nội. Một bạn nữ đến từ Hà Nội. Các cổ động viên đâu ạ? Vâng, chúng tôi đang nhìn thấy dòng chữ Thùy Trang, vua về đích. Vâng, có lẽ là bởi vì là trong cuộc thi, cả cuộc thi tuần và cuộc thi tháng thì em luôn lội ngược dòng ở phần thi về đích ạ. Lẽ ra phải là nữ hoàng chứ đặt là vua nhỉ? Có gì đó sai sai? Có lẽ là các bạn muốn tạo một sự đặc biệt ạ. Bạn có những kỷ niệm nào khi tham gia hai cuộc thi trước của Đường Lên Đỉnh Olympia có thể chia sẻ với chúng tôi được không? Kỷ niệm lớn nhất của em đó là làm quen được nhiều người bạn mới và em cảm thấy rất vui và cũng cảm thấy tự tin hơn rất nhiều so với khi trước khi tham gia chương trình ạ. Vâng, bây giờ bạn đang cảm thấy như thế nào trước khi đến với phần thi khởi động rồi ạ? Em đã cảm thấy sẵn sàng rồi ạ. Vâng, các bạn cổ động viên sẽ cổ vũ cho bạn ngay bây giờ đấy ạ. Chúng ta sẽ đến với phần thi khởi động của bạn Nguyễn Thùy Trang.
Ngành luyện kim. Sản xuất ra gang sắt còn ngành luyện kim. Màu đen. Đen và màu. Sự kiện lịch sử nào là nguồn cảm hứng để Tố Hữu sáng tác nên những câu thơ đó là cuộc cách mạng tháng 8 năm 1945. Trong hội họa, màu xanh da trời hòa trộn màu vàng tím cho ta màu gì? Đó là màu xanh lá cây. Là hiện tượng xảy ra khi các mao mạch tại vùng mũi bị tổn thương, thành mạch dễ vỡ khiến cho niêm mạc mũi bị xuất huyết. Bỏ qua. Đó là hiện tượng chảy máu cam. Một khối đa diện bất kỳ luôn có số cạnh lớn hơn hoặc bằng bao nhiêu? 6. Chính xác. Hình biểu diễn quan hệ giữa các tập số như thế này đúng hay sai? Đúng. Bạn có thêm 10 điểm. Tỉnh nào là nơi sinh và cũng là nơi yên nghỉ của đại tướng Võ Nguyên Giáp? Quảng Bình. Chính xác. Nhà thơ Trần Đăng Khoa đã miêu tả cảnh tượng gì qua câu thơ sau? Mưa. Đúng là như vậy. Các loại phần viết bảng có thành phần hóa học là các hợp chất. Chính xác. Uncle. Chúc mừng bạn. Giải thể thao nào được tổ chức lần đầu tiên tại Uruguay vào năm 1930? Thế vận hội. Đó là giải World Cup. Và vừa rồi cũng là câu hỏi cuối cùng dành cho bạn Thùy Trang. Bạn đã giành được 60 điểm. Chúc mừng bạn. Thoải mái hơn cả trận tuần và trận tháng và khá hài lòng vì trận này em đã làm tốt hơn hai trận trước ạ. Câu hỏi cuối cùng em cũng tiếc và cũng thích cầu ý nhất ạ. Trong trận quý này em sẽ chỉ đạt mục tiêu là phấn đấu hết mình. Còn lại thì kết quả thì em sẽ thoải mái và không đắn nặng về mục tiêu ạ. Vâng, với sự tự tin của mình thì các thí sinh đều đã vượt qua phần thi khởi động rất nhanh chóng. Và bên cạnh đó họ cũng đã kịp tích lũy rất nhiều những điểm số 10 quan trọng để bước tiếp vào phần thi tiếp theo. Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng xem ai đang có những lợi thế ban đầu. Bạn Tiến Anh đang có 50 điểm. 60 là số điểm của bạn Thùy Trang. Đang có 80 điểm là bạn Khánh My. Và tạm thời dẫn đầu với 90 điểm là bạn Nhật Minh. Trong phần thi khởi động của bạn Vũ Tiến Anh, chương trình đã hỏi danh hiệu nhà giáo nhân dân của nước ta hiện nay được trao tặng. Đúng là như vậy. Vậy ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 có lịch sử như thế nào? Năm 1946, một tổ chức quốc tế các nhà giáo tiến bộ được thành lập tại Paris, thủ đô nước Pháp, lấy tên là Liên hiệp Quốc tế các công đoàn giáo dục. Năm 1957, tại Ba Lan, hội nghị của tổ chức này với 57 nước tham dự, trong đó có Việt Nam, quyết định lấy ngày 20 tháng 11 làm ngày quốc tế hiến trương các nhà giáo. Lần đầu tiên, ngày quốc tế hiến trương các nhà giáo được tổ chức trên toàn miền Bắc nước ta vào ngày 20 tháng 11 năm 1958. Đến năm 1982, với quyết định của Hội đồng Bộ trưởng, nay là Chính phủ, lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam lần đầu tiên được tiến hành trọng thể trên cả nước. Một chướng ngại vật của chương trình. Những từ hàng ngang xếp chẳng chặn. Người bạn của các bạn đã cố hết sức. Giành được 80 điểm. Rất liều lĩnh. Trong quý 1 vừa qua, 3 thí sinh giành được 90 điểm, số điểm cao nhất ở phần thi vượt chướng ngại vật là các bạn Lê Minh Tú, học sinh trường Trung học phổ thông Lê Lợi, Thanh Hóa, Vũ Tiến Anh, học sinh trường Trung học phổ thông chuyên khoa học tự nhiên Hà Nội và Phan Đăng Nhật Minh, học sinh trường Trung học phổ thông Hải Lăng, Quảng Trị. Trong phần thi vượt chướng ngại vật ở các cuộc thi tuần và tháng, các thí sinh trong cuộc thi quý hôm nay đã giành được số điểm lần lượt là Vũ Tiến Anh 90 điểm ở cuộc thi tuần, Cao Ngọc Khánh My 10 điểm ở cuộc thi tuần, Phan Đăng Nhật Minh 70 điểm ở cuộc thi tuần và 90 điểm ở cuộc thi tháng, Nguyễn Thùy Trang 30 điểm ở cuộc thi tuần và 10 điểm ở cuộc thi tháng. Ai sẽ tìm ra chướng ngại vật của cuộc thi quý 1? Xin mời quý vị cùng đón xem. Các thí sinh hãy sẵn sàng để đối mặt với một chướng ngại vật của chương trình. Và để có thể vượt qua chướng ngại vật này, các thí sinh hãy cùng nhau đi tìm một ẩn số gồm có 10 chữ cái. Và sau đây là 4 từ hàng ngang gợi ý. Những từ hàng ngang xếp chẳng chặn với những số chữ cái như nhau. Và bên cạnh những gợi ý này thì còn có một gợi ý về hình ảnh nữa mà các bạn sẽ dần lật mở khi chúng ta tìm ra được các từ hàng ngang. Và người sẽ đưa ra sự lựa chọn đầu tiên là bạn Cao Ngọc Khánh My. Xin mời bạn. Em xin chọn hàng ngang số 2. Hàng ngang số 2 là một từ gồm có 3 chữ cái với nội dung câu hỏi như sau. Người ta thường gọi diễn viên nữ đóng các vai tuồng là đào, còn các diễn viên nam đóng tuồng thì được gọi là gì? Cả 4 bạn đều đưa ra một câu trả lời chung là kép. Vâng, và đó chính là cách mà chúng ta vẫn thường gọi các diễn viên nam đóng tuồng. Xin chúc mừng các bạn. Như vậy là gợi ý về hình ảnh đầu tiên sẽ được xuất hiện ngay bây giờ. Người tiếp theo sẽ lựa chọn. Vâng, và tôi đã nhận thấy tín hiệu. Xin được trả lời chướng ngại vật của bạn Khánh My.
Em thưa chị, câu trả lời của em là hệ tuần hoàn ạ. Vâng, các thí sinh tham gia trong cuộc thi quý này đều là những người rất xuất sắc. Vì vậy, việc trả lời từ chìa khóa rất sớm, dễ hiểu thôi. Và ngồi cạnh tôi đây, đó chính là bạn Thuận, là bạn thân của bạn Khánh My. Vâng, bạn với bạn Khánh My thân nhau như thế nào nhỉ? À, bọn em thân nhau từ lúc bắt đầu học. Đội tuyển lớp 9 đã bắt đầu thân nhau. Bạn học rất giỏi và em luôn lấy bạn là tấm gương để học tập. Bạn ấy có dặn bạn lên đây nói thế không? Không ạ, hoàn toàn là do em lời từ đáy lòng em. Vâng, bây giờ hãy dùng lời từ đáy lòng của bạn nhận xét về câu trả lời của Khánh My và cổ vũ cho Khánh My xem nào. Lời từ đáy lòng của em gửi đến bạn My là chúc bạn My thành công và giành được 80 điểm từ vòng thi này. Người bạn của các bạn đã cố hết sức, thi rất liều lĩnh và cũng khá vội vàng nhấn chuông để giành quyền trả lời chướng ngại vật. Chưa biết là câu trả lời đó có đúng hay không, nhưng có lẽ với những tình cảm vừa rồi thì ngày hôm nay bạn là một trong những cô gái may mắn nhất. Những kỷ niệm mà bạn có được ở trong các phần thi vượt chướng ngại vật của cuộc thi tuần và tháng là gì? Em thưa chị, trong những cuộc thi tuần và cuộc thi tháng thì em đều không giải được chướng ngại vật. Thậm chí cuộc thi tháng em còn không giải được một từ hàng ngang nào cả. Thế mà ngày hôm nay bạn lại là người bấm chuông sớm nhất khi chúng ta mới chỉ có hai sự kiện, một từ hàng ngang và một góc hình ảnh. Em nghĩ là em đã hơi liều khi đã ấn chuông trả lời ạ. Bạn có hối hận không? Bây giờ hối hận cũng không kịp nữa rồi ạ. Những điều gì đã khiến cho bạn nghĩ đây là hệ tuần hoàn? Em nghĩ là hình ảnh bức tranh ạ, đã khiến em nghĩ đến hệ tuần hoàn ạ. Bạn quên là chúng ta còn một dự kiện là kép à? Hệ tuần hoàn của con người là hệ tuần hoàn của các động vật có xương sống là hệ tuần hoàn kép ạ. Vâng. Và bây giờ thì tôi muốn là chúng ta hãy cùng xem các từ hàng ngang còn lại là gì để xem là bạn Khánh My có đưa ra câu trả lời chính xác hay không. Và những từ hàng ngang còn lại của chúng tôi là oxy, là tim, là máu. Và ở đây chướng ngại vật chính là hệ tuần hoàn, một hệ cơ quan rất quan trọng trong đời sống của động vật, trong đó có con người. Và một trong những chức năng quan trọng của hệ cơ quan này đó là đưa oxy đi tới các hệ cơ quan khác và đi khắp cơ thể. Hệ tuần hoàn của con người thì đúng là một hệ tuần hoàn kép, trong đó tim có vai trò quan trọng nhất, bơm máu đi ra khắp cơ thể. Và một lần nữa xin chúc mừng Khánh My đã giành được trọn vẹn 80 điểm trong phần thi vượt chướng ngại vật. Bức ảnh ngày hôm nay của chúng tôi là hình ảnh mô phỏng hệ tuần hoàn trong cơ thể người. Vâng, như vậy là bạn Khánh My là người xuất sắc nhất trong phần thi vượt chướng ngại vật ngày hôm nay. Và với sự xuất sắc đó, bạn đã vươn lên tạm thời dẫn đầu đoàn leo núi. Bây giờ chúng ta hãy cùng xem các thí sinh đang có những điểm số như thế nào. Bạn Tiến Anh đang có 60 điểm, 70 là số điểm của bạn Huy Trang. Đang có 100 điểm là bạn Nhật Minh. Và tạm thời dẫn đầu với 170 điểm là bạn Khánh My. Hôm nay em thấy rất là hay và thú vị. Em rất là vui ạ. Sau hai cuộc thi tuần và tháng, cuối cùng em đã là người giải chướng ngại vật ạ. Rất tiếc nuối vì đó em cũng đang nghĩ ra, nhưng mà em đã chậm tay hơn Khánh My. Bạn Khánh My chơi rất là tốt ạ. Bạn My phản xạ rất tốt và bạn ấy cũng có một sự tư duy rất nhanh nhạy ạ. Phần thi tăng tốc thì em sẽ cố gắng để đạt được số điểm cao nhất. Có lẽ là em phải chọn liều thì sẽ liều. Quyết đoán tốc độ 10 giây đầu tiên, những con số các bạn lựa chọn là ngẫu nhiên. Càng lúc càng trở nên khó đoán. Mọi chuyện đều có thể xảy ra, cơ hội vẫn là rất lớn. Chúc mừng tất cả các bạn đều đã vượt qua câu hỏi này. Những câu trả lời nhanh đến chóng mặt là những gì chúng ta được chứng kiến trong phần thi tăng tốc của quý 1 vừa qua. Kỷ lục về câu trả lời chính xác và nhanh nhất thuộc về bạn Đoàn Nguyễn Cát Tường với thành tích 0 giây 10 ở cuộc thi tuần 2 tháng 3 quý 1. Trong quý này, 150 là thành tích tăng tốc cao nhất thuộc về bạn Phan Đăng Nhật Minh trong cuộc thi tháng 3 quý 1. Ngoài ra, Vũ Tiến Anh từng tăng tốc khá tốt với 120 điểm. 110 là thành tích tốt nhất của Cao Ngọc Khánh My. Nguyễn Thùy Trang từng giành được 70 điểm trong phần thi này. Trong cuộc thi quý ngày hôm nay, ai sẽ là người tăng tốc thành công nhất? Chúng ta hãy cùng đón xem. Quyết đoán, chính xác và bứt phá, đó chính là phần thi tăng tốc. Mặc dù phần thi vượt chướng ngại vật đã khiến cho điểm số của các nhà leo núi lúc này có vẻ hơi cách biệt,
Nhưng chúng ta đều biết trong mỗi chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia thì mọi chuyện đều có thể xảy ra và chúng ta chỉ mới trải qua hai phần thi đầu tiên mà thôi. Như vậy, cơ hội lúc này dành cho các bạn thí sinh còn lại vẫn là rất lớn và chúng ta đang đến với phần thi tăng tốc, một phần thi đòi hỏi tốc độ, nhanh nhạy và chính xác. Bây giờ sẽ là nội dung của câu hỏi đầu tiên trong phần thi này. Các bạn đang được nhìn thấy một hình vuông lớn. Hình vuông đó chia thành 16 ô vuông nhỏ. Trong các ô vuông nhỏ có các hình vẽ là hình ngôi sao, hình tròn, hình bông hoa và hình tam giác. Nhiệm vụ của các bạn là điền số thích hợp vào dấu chấm hỏi. Thời gian suy nghĩ bắt đầu. Chưa đưa ra câu trả lời nào. Bạn Tiến Anh là 12, bạn Thùy Trang là 22 và bạn Khánh My là 14. Tôi muốn hỏi bạn Tiến Anh, người đã đưa ra câu trả lời ở 10 giây đầu tiên, bạn đã tìm ra quy luật của những hình ảnh này chưa ạ? Chưa. Vâng. Thùy Trang và Khánh My thì sao ạ? Đã có ai tìm ra quy luật chưa ạ? Em cũng chưa. Vâng, những con số các bạn lựa chọn là ngẫu nhiên. Chúng ta nhận thấy là tổng của các ô tính theo hàng dọc và hàng ngang là những con số khác nhau, 10, 12, 10, 7, 11. Nếu như coi mỗi ký hiệu là đại diện của một số, chúng ta làm các phép tính thì sẽ thấy giá trị của hình vẽ ngôi sao là bằng 1, hình tròn bằng 2, tam giác bằng 3 và bông hoa là bằng 5. Cho nên số cần điền sẽ là 5 cộng 5 cộng 2 cộng 1 và bằng 13. Như vậy rất tiếc là chưa có bạn thí sinh nào đưa ra được câu trả lời chính xác. Hơi tiếc đúng không ạ? Không sao, chúng ta vẫn còn 3 cơ hội nữa để ghi điểm ở phần thi này. Và bây giờ sẽ là nội dung của câu hỏi thứ hai. Hãy cho biết đây là môn thể thao nào? Nhanh nhất ở 20 giây 01 là bạn Nhật Minh. Bạn cho rằng đó là môn bắn súng. Và đó cũng là câu trả lời của bạn Tiến Anh, Khánh My, Thùy Trang. Và xin chúc mừng tất cả các bạn đã đưa ra được câu trả lời chính xác. Bạn Nhật Minh đã có thêm 40 điểm, Tiến Anh 30 điểm, Khánh My 20 điểm và Thùy Trang 10 điểm sau câu trả lời vừa rồi. Và bây giờ sẽ là nội dung của câu hỏi kế tiếp cho phần thi tăng tốc. Hãy sắp xếp các bước để vẽ một nụ cười. Nhanh nhất ở 2 giây 19 là bạn Nhật Minh. Thứ tự sắp xếp của bạn là EBDFCA và đó cũng là thứ tự sắp xếp của bạn Tiến Anh, Thùy Trang. Chắc chắn rồi, đó là những câu trả lời chính xác và xin chúc mừng bạn Nhật Minh đã có thêm 40 điểm, Tiến Anh 30 điểm, Thùy Trang 20 điểm. Như tôi đã chia sẻ, chúng ta có thể nhận thấy điểm số đã thay đổi rất nhiều, khoảng cách giữa các bạn thí sinh, những nhà leo núi của chúng ta không quá lớn nữa. Và chắc chắn số điểm đó sẽ còn thay đổi hơn nữa sau câu hỏi cuối cùng của phần thi tăng tốc. Hãy cho biết đây là số nào? We'll be right back.
11 là bạn Nhật Minh. 11 là câu trả lời của bạn Nhật Minh và đó cũng là sự lựa chọn của bạn Khánh My, Tiến Anh, Thùy Trang. Đây là câu hỏi cuối cùng của phần thi tăng tốc và xin chúc mừng tất cả các bạn đều đã vượt qua câu hỏi này. Tương ứng với số thời gian mà các bạn sử dụng để trả lời câu hỏi, bạn Nhật Minh đã có thêm 40 điểm, Khánh My 30 điểm, Tiến Anh 20 điểm và Thùy Trang 10 điểm. Xin chúc mừng các bạn đã hoàn tất phần thi tăng tốc. Vâng, cuộc thi của chúng ta ngày hôm nay càng lúc càng trở nên khó đoán khi đang có hai số điểm 220 đồng dẫn đầu trong đoàn leo núi của chúng ta ngay bây giờ. Và phía trước sẽ là phần thi về đích, chắc chắn sẽ rất hồi hộp và gay cấn. Chúng ta hãy cùng đón xem. Thế nhưng trước đó hãy cùng tổng kết số điểm mà cả bốn bạn giành được sau 3 phần thi đầu tiên. Bạn Thùy Trang đang có 110 điểm. 140 là số điểm của bạn Tiến Anh. Đang có 220 điểm là bạn Khánh My. Và đó cũng là số điểm mà bạn Nhật Minh đang sở hữu. Xin chúc mừng tất cả các bạn. Cái trận em bị đảo lộn khá nhiều rồi ạ. Khá thỏa mãn với phần thi tăng tốc của mình. Thích nhất là câu hỏi về môn bắn súng. Nhờ đó mà em biết được nhiều thứ về môn thể thao này mà trước đó em chưa từng được biết đến. Em cảm thấy hơi tiếc nuối ở câu hỏi số 1 và số 3. Câu hỏi số 3 thì em đổi câu trả lời ở phút cuối ạ. Khá là tiếc câu đầu tiên thì em đã đánh số 13 rồi em đã xóa đi. Xuất phát ở vị trí số 1 là một, em nghĩ nó là một lợi thế của em trong vấn đề về đích. Nếu em có mắc sai lầm em có thể sửa sai. Về đích thì em sẽ cố gắng làm hết khả năng của bản thân. Vẫn còn hy vọng chúng ta. Phần thi căng thẳng, hồi hộp nhất. Giống một giấc mơ. Hồi hộp, lo lắng, nghẹt thở để rồi vỡ hòa trong hạnh phúc. Và bạn lại tiếp tục ghi điểm nữa rồi, xin chúc mừng. Trường quay của chúng tôi như vỡ tung. Câu đầu tiên của trận chung kết đường lên đỉnh Olympia năm thứ 17 đã tìm về ngôi trường. Trong phần thi về đích ở các cuộc thi tuần và tháng, các thí sinh trong cuộc thi quý hôm nay đã giành được các số điểm lần lượt là Vũ Tiến Anh 60 điểm ở cuộc thi tuần và 65 điểm ở cuộc thi tháng, Cao Ngọc Khánh My 30 điểm ở cuộc thi tuần và 80 điểm ở cuộc thi tháng, Phan Đăng Nhật Minh 120 điểm ở cuộc thi tuần và 110 điểm ở cuộc thi tháng, Nguyễn Thùy Trang 80 điểm ở cuộc thi tuần và 110 điểm ở cuộc thi tháng. Phần thi về đích hôm nay sẽ quyết định chủ nhân của tấm vé đầu tiên bước vào chung kết Olympia năm thứ 17. Cầu truyền hình đầu tiên sẽ gọi tên ngôi trường nào? Xin mời quý vị cùng theo dõi. Ngay bây giờ, hãy bước vào phần thi căng thẳng hồi hộp nhất sẽ quyết định xem bạn thí sinh nào giành được chiến thắng ngày hôm nay phần thi về đích. Người đầu tiên sẽ tham gia trả lời những câu hỏi của phần thi về đích là bạn Khánh My. Hiện tại thì bạn đang tạm dẫn đầu cùng với bạn Nhật Minh và đang sở hữu một số điểm khá cao là 220 điểm. Mọi thứ diễn ra với bạn có giống như một giấc mơ không ạ? Cho đến thời điểm này. Em nghĩ là nó giống một giấc mơ. Bạn lúc này nghĩ tới ai ạ? Lúc này em đang nghĩ tới anh Hồ Đắc Thanh Trượng, người đã vô địch Olympia năm 2016. Tại vì anh đã về đích rất là tốt ạ. Có vẻ như bạn dành quán quân của đường lên đỉnh Olympia năm thứ 16 rất nhiều tình cảm ngưỡng mộ. Và tôi tin là việc theo dõi những trận thi đấu của Hồ Đắc Thanh Trượng cũng sẽ giúp cho bạn Khánh My tích lũy thêm cho mình những kinh nghiệm tốt để ngày hôm nay bạn về đích thành công. Bạn đã sẵn sàng chưa? Dạ. Xin mời bạn. Bạn sẽ lựa chọn gói câu hỏi bao nhiêu điểm cho phần thi này? Em xin chọn gói câu hỏi 60 điểm ạ. Gói câu hỏi 60 điểm sẽ mở đầu bằng một câu hỏi có giá trị 10 điểm. Tuyến nội tiết nào giữ vai trò chỉ đạo hoạt động của hầu hết các tuyến nội tiết khác trong cơ thể? Em đây chị là tuyến yên ạ. Bạn đã trả lời chỉ một lần và không thay đổi câu trả lời đó. Bạn có tự tin không ạ? Em nghĩ là lần này em đúng ạ. Tuyến yên hay còn gọi là tuyến não thủy chính là câu trả lời. Và chúc mừng bạn Khánh My. Bây giờ sẽ là nội dung câu hỏi tiếp theo. Bạn có lựa chọn ngôi sao hy vọng không? Em không ạ. Vâng, đó sẽ là một câu hỏi 20 điểm dành cho bạn. Nếu viết ra giấy các số từ 1 đến 100 thì ta phải viết chữ số 9 bao nhiêu lần? Chị là 11 lần ạ. Cơ hội dành cho các bạn thí sinh khác. Xin mời Nhật Minh. Em thưa chị, câu trả lời của em là 20 lần ạ. Bạn đã tính thế nào ạ? Nhớ chị là từ 1 đến 100 có 9, chữ số 9 nằm ở hàng đơn vị, nằm ở cả số từ 9 đến 99. Và có 9 như
10 chữ số ở hàng đơn vị là 10 chữ số hàng chục từ 90 đến 99 và cộng lại ta sẽ có 20 chữ số 9 và ta sẽ phải viết chữ số 9 20 lần. Vâng. Và chắc chắn đó là câu trả lời chính xác. Xin chúc mừng Nhật Minh. Hơi tiếc một chút đúng không Khánh My? Tôi cũng nhận thấy rõ gương mặt nuối tiếc của bạn nhưng không sao cả, chúng ta vẫn còn rất nhiều cơ hội ghi điểm ở phía trước. Bây giờ sẽ là câu hỏi thứ 3 dành cho bạn Khánh My trong lượt thi của bạn. Em xin lựa chọn ngôi sao hy vọng. Vâng, ngôi sao hy vọng. Rất quyết tâm, mong là ngôi sao này sẽ mang về cho bạn số điểm thật cao. Xin chào quý vị khán giả và các bạn học sinh. Ngày hôm nay tôi được đến thăm khu di tích lưu niệm của Đại thi hào Nguyễn Du nằm tại xã Tiên Điền, huyện Nghi Xuân của tỉnh Hà Tĩnh. Khu di tích gồm các hạng mục chính như nhà tư văn, nhà thờ Nguyễn Du, nhà trưng bày, mộ Đại thi hào Nguyễn Du. Năm 1965, một nhà thơ cách mạng đã có chuyến công tác đến vùng đất này đúng vào dịp kỷ niệm 200 năm ngày sinh Đại thi hào. Cảm xúc từ chuyến đi ấy đã khiến ông viết nên những câu thơ Nửa đêm qua huyện Nghi Xuân, bâng khuâng nhớ cụ, thương thân nàng Kiều. Tôi có một câu hỏi dành cho các bạn như sau. Các bạn hãy cho biết những câu thơ trên được trích từ bài thơ nào và tác giả của nó là ai. Chúc các bạn may mắn. Em thưa chị, những câu thơ trên được trích từ bài Khóc Tố Như của Tố Hữu ạ. Rất tiếc cơ hội sẽ dành cho các bạn thí sinh khác. Xin mời Nhật Minh. Thưa chị, câu trả lời của em là những câu thơ trên được trích từ bài thơ Kính Gửi của Nguyễn Du và tác giả là nhà thơ Tố Hữu ạ. Vâng, Khánh My đã nhớ nhầm tên gọi của bài thơ và tên chính xác của bài thơ phải là Kính Gửi của Nguyễn Du. Xin chúc mừng Nhật Minh. Không sao, bạn vẫn còn những cơ hội ghi điểm ở những phần thi của các bạn thí sinh khác và bây giờ bạn có thể quay về vị trí rồi ạ. Bây giờ trước khi đến với phần thi về đích của bạn Vũ Tiến Anh, chúng ta sẽ cùng trò chuyện với chú Thịnh là bố của bạn Tiến Anh. Dạ vâng, cháu chào chú ạ. Đây là lần thứ 3 cháu được nói chuyện với chú trong hành trình đường lên đỉnh Olympia của bạn Tiến Anh. Chú có nhận xét như thế nào về Tiến Anh trong cuộc thi ngày hôm nay? Chững chạc hơn đúng không ạ? Tiến Anh con hôm nay bố cảm thấy con chững chạc và bảnh bao hơn so với lại hai cuộc thi trước. Con đã được đến trường quay S14 hôm nay. Con đã là người chiến thắng rồi. Cho nên bố chúc con tự tin, bình tĩnh và quyết đoán đặt ngôi sao hy vọng để có những cái bước tiến bằng với các bạn. Bố chúc con thành công. Bạn Tiến Anh cảm thấy thế nào sau những lời chia sẻ mà bố của bạn dành cho bạn ạ? Dạ, em cảm thấy sẵn sàng ạ. Vâng, bạn đã sẵn sàng, xin mời. Bạn sẽ lựa chọn gói câu hỏi bao nhiêu điểm cho phần thi quyết định này? Em và chị, em xin lựa chọn gói câu hỏi 60 điểm. Gói câu hỏi 60 điểm dành cho bạn sẽ mở đầu bằng một câu hỏi có nội dung như sau. Những câu thơ sau miêu tả cảnh gì? Anh hàng tranh cữu kịt quẩy đôi bồ, tìm đến chỗ đông người ngồi dở bán. Một thầy khóa gò lưng trên cánh phản, tay mài nghiên hí hoáy viết thơ xuân. Em và chị, đó là cảnh hội chợ Tết Xuân. Bạn đã có được số điểm đầu tiên trong phần thi về đích, xin chúc mừng bạn. Đó là những câu mô tả cảnh chợ Tết. Và bây giờ sẽ là câu hỏi tiếp theo. Ở câu hỏi này bạn có muốn lựa chọn ngôi sao hy vọng không? Không ạ. Vâng, đó sẽ là một câu hỏi có giá trị 20 điểm. Hiện tượng cực quang trên bầu trời xảy ra là do tác dụng của lực nào lên các hạt mang điện trong không khí? Trọng lực ạ. Cơ hội dành cho các bạn thí sinh khác. Xin mời Nhật Minh. Thưa chị, câu trả lời của em là lực Lorenzo ạ. Vâng, lực Lorenzo là một lực như thế nào ạ? Chị, lực đó là lực do từ trường tác dụng lên cả hạt mang điện đặt trong từ trường ạ. Vâng, đáp án chính xác là lực Lorenzo hoặc lực tác dụng của từ trường trái đất lên các hạt mang điện chuyển động. Và bạn lại tiếp tục ghi điểm nữa rồi. Xin chúc mừng Nhật Minh. Ở câu hỏi này, Tiến Anh có muốn lựa chọn ngôi sao hy vọng không? Có. Vâng, mong là ngôi sao này sẽ mang về cho bạn số điểm tối đa. Bạn hãy trả lời câu hỏi sau bằng tiếng Anh. Hi, I'm Adam and I'm from the USA. And I really enjoy watching football.
In 2016, the UEFA Euro was held in France. There were 24 teams that were divided into six groups of four. Can you tell me, how many matches were there in the UEFA Euro 2016? Good luck. Rất tiếc là cơ hội sẽ dành cho các bạn thí sinh khác. Xin mời Nhật Minh. Thưa chị, câu trả lời của em là 63 ạ. Bạn hiểu những lời thầy giáo tiếng Anh của chúng ta nói thế nào ạ? Dạ thưa chị, thầy giáo nói là thầy rất thích xem bóng đá và năm 2016 thì vòng chung kết Euro được tổ chức tại Pháp và có 24 đội tham gia và được chia thành 6 bảng, mỗi bảng gồm 4 đội và câu hỏi của thầy là có tất cả bao nhiêu trận đấu được diễn ra? Vâng. Đây vừa là một câu hỏi tính toán nhưng đồng thời cũng là một câu hỏi về lĩnh vực thể thao. Và nếu như yêu thích bộ môn thể thao này thì các bạn hẳn phải nghe rất kỹ về thông tin là giải bóng đá vô địch châu Âu năm 2016 chỉ có 51 trận đấu diễn ra mà thôi. Và đáp án là 51. Và như vậy rất tiếc là cả bạn Nhật Minh và bạn Tiến Anh đều chưa đưa ra được câu trả lời chính xác. Xin cảm ơn Tiến Anh đã hoàn thành phần thi về đích của mình và bạn có thể quay về vị trí ạ. Và người tiếp theo đến với phần thi về đích là bạn Nhật Minh đến từ trường Trung học phổ thông Hải Lăng Quảng Trị và ngồi phía bên trái tôi đây, đó chính là thầy Tính, là phó hiệu trưởng nhà trường. Dạ vâng, thưa thầy, trước khi đến với phần thi về đích của bản thân mình thì bạn Nhật Minh đã có 55 điểm từ các bạn khác rồi. Và thầy hy vọng điều gì ở phần thi về đích này của bạn Nhật Minh ạ? Thầy luôn hy vọng rằng em sẽ có những cái lựa chọn tốt để có thể về đích thắng lợi. Chúc em thành công. Bây giờ bạn đã sẵn sàng để về đích chưa? Dạ, em đã sẵn sàng. Xin mời bạn. Bạn sẽ lựa chọn gói câu hỏi bao nhiêu điểm? Thưa chị, em xin chọn gói câu hỏi 60 điểm ạ. Gói câu hỏi 60 điểm dành cho bạn sẽ mở đầu bằng câu hỏi như sau. Chứng xơ vữa động mạch do việc dư thừa chất nào gây ra? Câu trả lời của em là cholesterol. Chắc chắn đó là câu trả lời đúng và bạn đã có được 10 điểm đầu tiên trong lượt thi của mình. Bây giờ sẽ là câu hỏi tiếp theo dành cho bạn Nhật Minh. Bạn hãy trả lời một câu hỏi của nhóm phóng viên Olympia. Xin chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ đem đến cho các bạn một câu hỏi hóa học như sau. Trên tay tôi có dung dịch kali cromat K2CrO4, dung dịch natri carbonat Na2CO3, dung dịch natri sunfat Na2SO4 và dung dịch muối clorua y không màu. Sau đây tôi sẽ tiến hành thí nghiệm như sau. Cho vào 3 ống nghiệm, mỗi ống nghiệm một ít dung dịch muối clorua y. Sau đó cho vào ống nghiệm thứ nhất một ít dung dịch K2CrO4. Sau đó cho vào ống nghiệm thứ hai một ít dung dịch Na2CO3. Cuối cùng cho vào ống nghiệm thứ ba một ít dung dịch Na2SO4. Các bạn hãy quan sát hiện tượng và cho biết y là muối nào. Thưa chị, y là muối bari clorua. Câu trả lời của bạn đã rõ và hãy cho chúng tôi biết bạn đã tìm ra tên của dung dịch đó như thế nào. Khi cho y tác dụng với dung dịch kali cromat thì ta thấy có cái tụ màu vàng xuất hiện. Và khi cho y tác dụng với dung dịch natri carbonat và natri sunfat thì ta thấy đều có cái tụ trắng xuất hiện. Vậy thì calcium trong muối y phải là bari để tạo ra cái tụ vàng bari cromat và cái tụ trắng là bari carbonat, bari sunfat. Thật tiếc là bạn đã không lựa chọn ngôi sao hy vọng để tăng hơn nữa số điểm của mình. Vâng, bari clorua BaCl2 chính là dung dịch muối clorua y không màu mà chúng ta phải đi tìm.
Rất tuyệt vời. Và bây giờ thì trước mắt bạn Nhật Minh còn lại một câu hỏi nữa trong lượt thi của bạn. Bạn có muốn lựa chọn ngôi sao hy vọng không? Dạ có ạ. Vâng. Rất quyết tâm. Số điện thoại ở một địa phương có 6 chữ số. Trong đó các chữ số được chọn trong tập 10 số từ 0 đến 9. Hỏi có bao nhiêu số điện thoại mà các chữ số xếp theo thứ tự tăng? Thì là 499.995 à. Cơ hội sẽ dành cho các bạn khác. Xin mời Tiến Anh. Em với chị có trả lời của em là 210 ạ. Và một con số đơn giản và nhỏ hơn nhiều, bạn đã tính như thế nào ạ? Em với chị là với mỗi bộ số thì ta luôn có cách sắp xếp để nó tăng theo thứ tự tăng dần ạ. Thì là 10C6 là 210 ạ. Vâng, và đó mới là câu trả lời chính xác. Xin chúc mừng Tiến Anh. Và cảm ơn Nhật Minh đã hoàn thành phần thi về đích của mình. Bạn có thể quay về vị trí ạ. Vâng, bạn Thùy Trang sẽ là người khép lại phần thi về đích của chúng ta ngày hôm nay. Và chắc chắn bạn muốn nghe những lời động viên tư vấn từ phía cô Quỳnh Anh, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Vân Cốc, Hà Nội. Vâng, xin chào anh Huy. Chào khán giả trong trường quay F14. Trang ơi, hãy thật thoải mái và về đích thành công như những cái lần thi trước của em. Bây giờ thì Thùy Trang đã có tâm trạng thoải mái như cô của bạn mong muốn chưa ạ? Em đã sẵn sàng rồi ạ. Vâng, xin mời bạn. Đây sẽ là những câu hỏi cuối cùng trong chương trình ngày hôm nay. Và bạn Thùy Trang sẽ lựa chọn gói câu hỏi bao nhiêu điểm? Em chọn gói 60 điểm ạ. Vâng, đã rõ. Và câu hỏi 60 điểm dành cho bạn Thùy Trang sẽ mở đầu bằng câu hỏi như sau. Ở máy bay lên thẳng trong không khí, ngoài cánh quạt lớn quay trong mặt phẳng nằm ngang, còn có một cánh quạt nhỏ nằm ở phía đuôi. Cánh quạt nhỏ này có tác dụng gì? Cơ hội dành cho các bạn thí sinh khác. Thưa quý vị, ở máy bay lên thẳng trong không khí thì ngoài cánh quạt lớn quay trong mặt phẳng nằm ngang thì còn có một cánh quạt nhỏ hơn nằm ở phía đuôi. Và vai trò của cánh quạt này là giữ cho thân máy bay không quay. Như vậy là đã có thêm một kiến thức nữa được bổ sung vào lượng kiến thức của các bạn đúng không? Sau đây sẽ là nội dung của câu hỏi tiếp theo dành cho bạn Thùy Trang. Dũng và Huy mỗi người có một số tiền. Họ muốn mua một quyển sách toán. Mỗi người thiếu lần lượt là 52.000 đồng và 2.000 đồng. Nhưng khi góp chung tiền lại, họ vẫn không thể mua được quyển sách đó. Hỏi giá của quyển sách đó là bao nhiêu tiền? Biết rằng giá của quyển sách tính chẵn theo nghìn đồng. Đang chờ đợi câu trả lời của các bạn thí sinh còn lại. Xin mời Nhật Minh. Thưa chị, câu trả lời của em là giá của quyển sách là 53.000 đồng ạ. Bạn đã tính như thế nào ạ? Dạ, nếu như ta gọi số tiền của Dũng và Huy lần lượt là D và H và số tiền tổng là T thì ta sẽ có các đẳng thức là D cộng 52 bằng T và H cộng 2 bằng T. Và vì hai người gộp chung là tiền vẫn không thể mua được nên sẽ có D cộng H nhỏ hơn T. Và vậy ta sẽ có là D nhỏ hơn 2 và như vậy D sẽ phải bằng 1 và như vậy T sẽ bằng 53. 53.000 đồng và đó chính là giá trị của quyển sách. Xin chúc mừng bạn Nhật Minh. Và bây giờ thì chúng ta chỉ còn lại một câu hỏi nữa thôi. Đây là câu hỏi cuối cùng trong lượt thi của bạn Thùy Trang, cũng là câu hỏi cuối cùng trong cuộc thi quý đầu tiên của đường lên đỉnh Olympia năm thứ 17. Xin chào hy vọng ạ. Vâng, bạn Trang đã quyết định lựa chọn ngôi sao hy vọng. Chúc bạn thành công với ngôi sao của mình. Bạn hãy trả lời câu hỏi sau bằng tiếng Anh. Hi, I'm Adam and I'm from the USA. And I've read a little bit about Vietnamese history. Under the Lý dynasty, Vietnam defeated Chinese invaders on a now very famous river. This river flows across 6 provinces in the northern part of Vietnam. Can you tell me, what is the name of that river? Good luck.
là cơ hội sẽ dành cho các bạn thí sinh khác. Xin mời Tiến Anh. Em với chị có trả lời em là Như Nguyệt River. Như Nguyệt River. Và bạn hiểu câu hỏi của chúng tôi như thế nào? Em chị đó là ở dưới thời nhà Lý thì chúng ta đã chống lại giặc ngoại xâm, thì ở trên một con sông rất nổi tiếng chảy qua 6 tỉnh, thì hỏi đó là con sông nào? 6 tỉnh của khu vực phía Bắc, đó là sông Như Nguyệt hay còn gọi là sông Cầu, và có một tên gọi khác nữa là sông Thị Cầu. Và xin chúc mừng bạn Tiến Anh đã ghi số điểm cuối cùng trong cuộc thi quý đầu tiên của đường lên đỉnh Olympia năm thứ 17, và cảm ơn Thùy Trang đã hoàn thành phần thi về đích. Quý vị khán giả thân mến, sau khi câu hỏi cuối cùng được đưa ra, được trả lời, thì trường quay của chúng tôi như vỡ tung bởi vì từ giây phút đó chúng tôi đã biết được ai là chủ nhân của vòng nguyệt quế vinh quang của cuộc thi quý 1 đường lên đỉnh Olympia năm thứ 17. Và trước khi công bố người đó, chúng ta hãy cùng tổng kết số điểm mà 4 bạn giành được sau chương trình ngày hôm nay. Bạn Cao Ngọc Khánh My đến từ trường Trung học Phổ thông Cẩm Phả Quảng Ninh giành được 180 điểm. Bạn Vũ Tiến Anh đến từ trường Trung học Phổ thông chuyên Khoa học Tự nhiên Hà Nội giành được 160 điểm. Đến từ trường Trung học Phổ thông Hải Lăng, Quảng Trị, bạn Phan Đăng Nhật Minh giành được 295 điểm. Và bạn Nguyễn Thùy Trang đến từ trường Trung học Phổ thông Vân Cốc, Hà Nội giành được 60 điểm. Cuộc thi tuần đầu tiên của quý 2. Hãy hơi đến kịch tính ngay từ cuộc thi đầu tiên này. Khá là trọng trọng. Có thể là bùng nổ. Đáng lo phết đấy. Là thất vọng, là nuối tiếc. Cảm giác như mình giống như một anh hùng không ạ? Là siêu nhân đi. Ngày hôm nay cô thấy rất bất ngờ với em. Tự hào với con. Một chiến thắng thuyết phục. Và chúng ta là người chiến thắng. Nhưng hãy khoan một chút. Những thí sinh sông đất cho quý 2 là ai? Thưa quý vị, như vậy là trải qua rất nhiều những cảm xúc, những cung bậc khác nhau trong chương trình ngày hôm nay. Hồi hộp, lo lắng, nghẹt thở để rồi vỡ òa trong hạnh phúc khi điểm cầu đầu tiên của trận chung kết đường lên đỉnh Olympia năm thứ 17 đã tìm về ngôi trường Trung học Phổ thông Hải Lăng, Quảng Trị. Xin chúc mừng bạn Văn Đăng Nhật Minh. Bạn đã rất xứng đáng với kết quả này, và bây giờ là thời điểm tôi tin chắc là bạn đã chờ đợi rất lâu. Hãy cùng bước lên bục vinh quang để nhận chiếc vòng nguyệt quế của chúng tôi. Xin cảm ơn bạn Khánh My, bạn Tiến Anh và bạn Thùy Trang với những nỗ lực và quyết tâm không ngừng của các bạn trong cuộc chơi ngày hôm nay. Chúng tôi xin được trân trọng kính mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Khoa học, Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Thế Khôi và Phó Giáo sư Tiến sĩ Phan Doãn Thoại sẽ lên trao vòng nguyệt quế và phần thưởng cho các bạn. Khán giả thân mến, như vậy là quý 1 đã qua đi với rất nhiều những cảm xúc. Có người vui, có người chưa được vui cho lắm. Thế nhưng chúng tôi muốn nói với quý vị và các bạn, cũng như các thí sinh một điều rằng, các bạn thí sinh, các bạn đã làm rất tốt và các bạn đã làm được những điều rất đáng tự hào. Còn bây giờ xin được dành giây phút này cho người xuất sắc nhất của quý 1 đứng lên đỉnh Olympia năm 17. Đó chính là bạn Phan Đăng Nhật Minh đến từ trường Trung học Phổ thông Hải Lăng, Quảng Trị với cầu truyền hình đầu tiên của chung kết đứng lên đỉnh Olympia năm 17. Vâng, thưa quý vị, và chúng ta sẽ gặp lại bạn Phan Đăng Nhật Minh trong trận chung kết năm của đường lên đỉnh Olympia năm thứ 17 sẽ được diễn ra vào tháng 8 năm 2017. Và những cái tên của những người bạn đáng yêu như bạn Khánh My, bạn Tiến Anh và bạn Thu Trang chắc chắn cũng sẽ được quý vị khán giả nhớ rất nhiều bởi nỗ lực và ý chí tuyệt vời mà các bạn đã thể hiện trong một hành trình dài vừa qua. Và còn bây giờ, rất nhiều cổ động viên đang chờ đợi lên đây để chúc mừng cho chiến thắng của bạn Phan Đăng Nhật Minh cũng như chúc mừng cho sự thể hiện của bạn Khánh My, Tiến Anh và Thùy Trang. Xin mời các bạn. Còn bây giờ chúng tôi muốn gửi tới quý vị khán giả trên truyền hình một lời cảm ơn thật chân thành. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành ủng hộ cùng chúng tôi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Cảm thấy rất vui vì đã vượt qua được cuộc thi dù rất cam go, và em sẽ về bổ sung thêm thật nhiều kiến thức để chuẩn bị cho cuộc thi chung kết năm sẽ diễn ra vào năm sau ạ. Em cảm thấy hơi tiếc nuối vì phần thi về đích mình không làm tốt lắm. Em cảm thấy mình cố hết sức rồi nhưng mà mình chỉ ở thế thôi. Em xin chúc mừng bạn Phan Đăng Nhật Minh vào chung kết ạ. Và em cảm thấy vui vì đã đến được cuộc thi này. Em quen với rất nhiều bạn mới là mình may mắn rất nhiều người. Và nhất là được tiến đến tận đây. Thì dù kết quả như thế nào thì em cảm thấy mình là một người may mắn. Quý 1 của đường lên đỉnh Olympia đã khép lại, chứng kiến rất nhiều sự thay đổi, nhiều đột phá và đầy bất ngờ. Sự thay đổi đầu tiên chính là người dẫn đường mới. Biên tập viên Diệp Chi là người đồng hành với các thí sinh trong những chặng leo núi gian nan nhiều thử thách. Biên tập viên Diệp Chi.
Thật hạnh phúc và thật hãnh diện khi tôi đã được lựa chọn là một người dẫn chương trình mới của Đường Lên Đỉnh Olympia, một chương trình mà tôi đã vô cùng yêu mến và theo dõi trong hơn 10 năm qua. Các nhà leo núi năm thứ 17 cũng xuất hiện theo một cách ấn tượng hơn trong sự chào đón nồng nhiệt của khán giả trong trường quay. Bạn Phan Đăng Nhật Minh đến từ trường Trung học phổ thông Hải Lăng, Quảng Trị. Đây cũng là cú chứng kiến kỷ lục về điểm số. Bạn Phan Đăng Nhật Minh đã xuất sắc vượt qua 35 thí sinh khác để giành được cầu truyền hình về cho trường Trung học phổ thông Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Trước đó ở cuộc thi tháng 3, Nhật Minh đã san bằng kỷ lục của Huỳnh Nguyễn Hùng Chiến ở Olympia năm thứ 15 với 460 điểm. Đã 5 năm rồi chúng tôi mới có cùng lúc hai bạn nữ góp mặt như thế này. Cũng trong quý này, những nhà leo núi nữ cũng đã có sự vươn lên ngoạn mục với sự xuất hiện ở cuộc thi quý 2 của bạn Cao Ngọc Khánh My đến từ trường Trung học phổ thông Cẩm Phả Quảng Ninh và bạn Nguyễn Thùy Trang đến từ trường Trung học phổ thông Vân Cốc Hà Nội. Và bây giờ, hãy cùng nhìn lại những khoảnh khắc đã tạo nên quý 1 nhiều cảm xúc. Em tự nhận thấy em là một người khá là đẹp trai và em tự tin là... Và em tự tin là em là người đẹp trai nhất trong bốn bạn ngày hôm nay ạ. Thế tôi so với bạn Chu Thành Đạt thì ai đẹp trai hơn nào? Tùy theo những cái tiêu chuẩn xem thế nào là đẹp trai ạ. Vậy thì theo tiêu chuẩn của bạn thì như thế nào? Dạ, theo tiêu chuẩn của em thì như em là đẹp trai rồi. Và tôi có một điều là tôi muốn cảm ơn bạn. Là đã lâu lắm rồi chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia mới có một người đen hơn cả tôi. Khi được thi Olympia thì em thấy các anh chị trước đây thi Olympia rất là ngầu, lên TV rất là ngầu. Nhưng mà khi được nói chuyện rồi thì thấy cũng thường thôi. Cũng thường thôi. Siêu ngốc, đại ngốc, cực kỳ ngốc ạ.